Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, trước mặt quý vị và các bác đây đang là đôi Khôn Cho 28 được trang bị bát 20 và một loa chép. Và như các bác có thể nhìn thấy luôn, đó là trên màn hình của quý vị và các bác có hai cái lỗ thông hơi này phải không ạ? Hai lỗ thông hơi đằng trước để cộng hưởng với âm chép và âm bát cho ra cái tiếng nó rất là hay, cực kỳ là hay. Và đây là những cái đôi loa Khôn Cho 28, đôi loa siêu trợ lời, anh cả của dòng Khôn Cho. Vâng, và hiện tại bây giờ thì em đang test đôi Khôn Cho 28 này cho bác Hải ở ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, với giá là 3.700.000. Vâng, đây là hình thức bên ngoài. Hiện tại bây giờ thì em đang đánh mỗi đôi Khôn Cho 28 này thôi các anh nhá. Rất là chất luôn. Và được thiết kế là phía dưới chân của nó và phía trên của nó là hơi vát một chút xíu, hơi vát xuống một chút xíu, cho nên là khi các bác để thì nó hơi ngửa lên một chút xíu nhá. Rất là chất luôn. Đế căng của nó ở phía trước rất là chắc chắn. Không bao giờ các bác nghe nó đánh có thêm những cái tiếng của ê căng nó kêu cả. Và vỏ của nó thì vỏ nhựa và sần đây, được đúc sần đây, vỏ nhựa đúc sần. Và đây em sẽ quay lại đằng sau cho các bác cùng ngắm nhé. Đây, Make in China. Đây là hàng nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Công nghệ thì công nghệ của Mỹ. Đấy, công nghệ của Mỹ và được sản xuất tại Trung Quốc. Khôn Cho 28 JBL Production. Và đây là đường hai cái đường vào của nó đây. Các bác chỉ việc kéo nó xuống và cho dây vào thôi, rất là tiện lợi. Và đây là chỗ bắt giá loa. Đấy, chỗ bắt giá loa. Những cái bác nào mà chưa biết cách bắt giá loa của đôi Khôn Cho 28 này có thể xem ở trên YouTube. Rất rất là nhiều bác đã có những cái video hướng dẫn lắp giá loa của Khôn Cho 28. Và em cũng đã có những cái video hướng dẫn các bác lắp giá loa của đôi Khôn Cho 28 này. Và em cũng cảm ơn bác Hải rất là nhiều, bác đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Ủng hộ trước thì bác ấy cũng đã lấy của bên em đôi loa siêu chép rồi. Và bây giờ bác ấy ủng hộ bên em thêm đôi Khôn Cho 28 nữa. Và em để giá là 3.700.000 cho bác ấy luôn. À, em đang test cho bác ấy, chuẩn bị ship đi cho bác ấy luôn. Tiếng rất là hay, cực kỳ là hay, rất là ấn tượng luôn. Với dòng anh cả Khôn Cho. Đây, bây giờ em sẽ chuyển một cái dòng nhạc khác cho các bác cùng nghe luôn nhé. Đây. Bây giờ em đang tháo dây ra nhá. Đấy. Các bác có thể thấy mỗi loa này kêu này và em tháo dây ra nha. Vâng, và hiện tại bây giờ thì đã không còn gì nữa rồi. Không còn loa nào lên và chỉ còn một chiếc súp nhỏ nó hỗ trợ âm siêu trầm một chút xíu thôi. Và bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây. Để bây giờ em chuyển cho anh Hải đôi Khôn Cho 28 này. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm và theo dõi video. Bác nào đang xem video của bên Cốc Cốc Audio chúng em mà quên chưa ấn đăng ký kênh và quên chưa ấn chuông thì xin các bác hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh và ấn chuông
để nhận những video và những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.